Xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Zipman các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một cái cây Zippo có kiểu dáng cổ điển nhất của Zippo ạ, của công ty Zippo. Ngoài ra thì các bác muốn xem các mẫu khác thì vui lòng lên Google và gõ từ zipman.vn và truy cập vào website để xem các mẫu hàng của shop các bác nhé. Trên này thì shop có rất là nhiều mẫu, trên 400 mẫu hàng cho các bác theo dõi, từ mẫu hàng phổ thông giá rẻ đến những mẫu hàng La Mã kiểu dáng độc lạ. Và những cái mẫu hàng La Mã và cổ xưa thì thường sẽ cho có một cây thôi các bác nhé, thì nó sẽ như trên website bên em đăng đấy ạ. Vâng, quay trở lại với cây Zippo ngày hôm nay thì nó có thiết kế vỏ hộp như thế này các bác nhé. Thiết kế vỏ hộp, những bác nào hay chơi Zippo thì nhìn cái vỏ hộp này thì các bác cũng đoán được đúng không ạ? Vậy cái cây này nó là dòng replica 1935 các bác nhé, replica 1935 đây ạ. Ở ngoài là hình của Windy, ngoài vỏ hộp là hình của Windy, thay vì cái nắp hộp đen như bình thường thì nắp này là nắp thiết kế đẹp như thế này. Vào trong chi tiết sản phẩm thì nó sẽ có một cái thiết kế như thế này các bác nhé, thiết kế vuông vức rất là đẹp. Và cái chữ cái dòng sản phẩm được ghi trên này là 1935 replica các bác nhé. Replica 1935 có nghĩa là tái bản lại kiểu dáng của sản phẩm Zippo năm 1935 các bác nhé. Cái dòng sản phẩm này thì nó có một cái thiết kế rất là đặc biệt, đấy là còn một thiết kế vuông vức, vuông thành, vuông các thành cạnh như thế này, vuông chứ không bo tròn như là cái dòng classic bình thường các bác nhé. Đây, thứ hai đó là nó có bản lề được thiết kế ở bên ngoài. Thời kỳ đầu của sản phẩm Zippo thì thường bản lề nó sẽ nằm bên ngoài như thế này các bác nhé. Và bản lề thì có 3 chấu như thế này. Nó cái dòng replica 1935 này thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là nó trơn như thế này và một phiên bản tiếp theo là nó có hai cái chặt góc ở đây. Sản phẩm này thì vỏ của nó làm bằng đồng nguyên khối, đồng brass các bác nhé, đồng vàng nguyên khối và được phủ chrome phai xước. Cái phai xước này thì hạn chế cho chúng ta một số điểm ưu điểm, đó là hạn chế bám dính vân tay này, không bị đổ màu, không bị đổi màu. Một số bác dùng cái những cái cây màu vàng ấy thường sẽ khó chịu khi nó mà bám vân tay và nó đổi màu một chút. Đấy, còn cái cây này thì nó không bị đổi màu, sau khi dùng thì các bác có thể là lau qua đi là nó là sạch và nó cũng có ít xảy ra cái trường hợp là bị sức tơ nhiều các bác nhé. Các góc của nó là vuông như thế này, vuông như thế này các bác nhé, không bo cho không bầu tròn giống như 1941 mà cũng không bo tròn như classic các bác nhé. Mục đáy của dòng replica này, các bác lưu ý giúp em là từ giữa năm 20, 21 thì Zippo họ đã cải tiến một số cái chi tiết trên cái phần mục đáy của Zippo dòng replica 1935, 1941 cũng như là replica 1937 dòng vintage đấy ạ. Thì nó sẽ có cái chữ khắc các cái dòng sản phẩm ở trên này luôn. Ví dụ như cây này thì nó sẽ có cái dòng chữ là 1935 replica. Cây này thì nó sản xuất năm 22 các bác nhé. Và tháng thì nó có thể trùng hoặc không trùng với phần ruột. Cái phần chữ mộc đáy Zippo này nó sẽ không có cái chữ R ở trên này, bởi vì là nó replica lại thì nó sẽ không có cái phần chữ R ở trên này các bác nhé. Đấy, các bác, một số bác thì sẽ thắc mắc, nhưng một số bác đã hiểu rồi thì em nói lại cho các bác nghe. Đấy, ngoài ra đối với những cái dòng trơn như thế này thì để tạo dấu ấn riêng cho mình thì các bác cũng có thể là đặt Zippo Zipman khắc thêm một số cái chi tiết đánh dấu lại cái dấu ấn cá nhân, ví dụ như là thêm tên, thêm số điện thoại là sinh năm sinh của mình, hoặc là thêm cái phần chữ ký. Cái cây này thì nó rất là tiện, đó là các bác có thể khắc lên trên đây này, khắc lên trên trên nắp này được, nắp trên đỉnh được, hoặc là khắc trên thân này, hoặc là đây mặt sau cũng thế và mặt này cũng thế, vì nó vuông nên là khắc nó khá là tương đối là dễ hơn các cái dòng mà có cái cạnh tròn. Em sẽ tháo tem để cho các bác kiểm tra bên trong các bác nhé. Mặt sau của nó trơn như thế này giống như mặt trước các bác nhé. Đây, vuông vức rất là đẹp. Cái dòng bản lên ngoài ấy thì là cái âm thanh của nó sẽ hạn chế, rất là hạn chế luôn, nó không thiên về âm thanh mà nó thiên về kiểu dáng độc đẹp cổ điển các bác nhé. Cái dòng này thì làm như bác quan sát này, cái phần ruột của nó sẽ là bánh xe sổ chỉ. Đấy, ruột bánh xe sổ chỉ
Rụt bằng thép chuyên dụng không dĩ và được mạ là bằng thép chuyên dụng không dĩ thôi các bác nhé. Em nhầm, nói nhiều nó nhầm. Cái này là võ và ruột thì trùng 52, còn cái chữ cái nó đại diện cho tháng thì nó có thể trùng hoặc không trùng không vân thành vấn đề. Zippo thì thường nó sẽ ruột và võ nó sẽ thường đa số là nó sẽ lệch nhau một vài tháng đấy các bác nhé. Đối với sản phẩm Zippo chính hãng thì Zipman sẽ bảo hành cho các bác vĩnh viễn các vấn đề như là bánh xe, lưỡi gà, mà lề các bác nhé. Đấy, búa cam. Đấy. Các bác dùng có vấn đề gì thì cứ liên hệ lại cho shop theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đây. Vâng, mẫu là sản phẩm này đang có giá là 930.000 thôi các bác nhé. Chỉ 930.000 cho cái dòng sản phẩm một cái cây Zippo đẹp như thế này thôi. Chúng ta đặt hàng thì nhanh tay liên hệ cho shop ạ. Xin kính chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.